Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Cả nhà ơi, ớn cơm thèm cháo cả nhà. Bệnh quá đi rồi, ăn cháo thôi. Rồi mà trước khi nấu cháo mình rang gạo nha cả nhà. Ớn cơm thèm cháo. Mình rang hơi sơ sơ thôi nha cả nhà. Đó cả nhà, rang cái hột gạo nó đục đục lại được rồi, chứ đừng có để hột gạo nó vàng nha cả nhà, nó vàng là nó không có ngon nữa nha. Rồi bắt đầu chế nước vô nha. Đó, nó đục đục lại gì là được rồi. Đó, như cái hột gạo trong mà nó cục đục rồi, đừng có cho nó vàng lên, cái màu vàng nó khó coi anh cả nhà. Mà nó không có ngon gì là thơm rồi nè cả nhà. Mưa lớn quá, mình đi mua một con gà nướng cả nhà. Đó, nó cho mình rau răm này. À, cái rau răm này mình nêm cháo cũng được nè cả nhà. Đó, đây, gà nướng muối ớt nè cả nhà. Ngon không? Rồi bây giờ mình bắt miếng cháo nè, ăn cho nó giải cảm nè, bị mắc mưa nè cả nhà. Rồi bây giờ chờ nó sôi nữa cái hạt gạo nó nở ra búp lên là vừa. Rồi mời cả nhà ăn món cháo gà nướng với mình nha. Ok.